Trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của chúng tôi. Rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta đang trải qua những cái ngày mà sau khi nghỉ quý vị đã trở lại làm việc. Thế nhưng mà hẳn là quý vị vẫn đang còn nhớ những ngày nghỉ của mình. Chúng tôi cũng như vậy. Qua mấy ngày nghỉ thì nhiều lúc là cũng không được nghỉ ngơi đâu thế nhưng mà dù sao nó cũng là ngày nghỉ, đúng không ạ? nên chúng ta sẽ trở lại với nhịp độ bình thường của các cái công việc của mình người làm ăn sẽ đi làm ăn người phải đi làm công sở thì đi làm công sở thời tiết thì nó cũng đang khá là đẹp nó không còn những cái ngày nắng nóng nữa và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cái thời tiết này cho đến tận tuần sau nếu như mà muốn đi đâu đó thì cũng có thể đi vào cái dịp này nhiều người nói rằng là giá như mà mấy cái ngày nghỉ nó lại thời tiết nó đẹp như thế thì tốt mà hơi nắng đúng không ạ nhưng mà không sao thời tiết dù thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là phụ thôi trên chiến trường Rina chúng ta sẽ tiếp tục có những diễn biến mới nhưng trước khi mà đi vào cập nhật chi tiết thì quý vị đừng quên bấm nút like ở bên dưới và bình luận những comment tích cực trợ giúp cho chúng tôi những comment chất lượng tích cực và những cái bình luận khen ngợi của quý vị sẽ luôn luôn giúp được chúng tôi rất nhiều thưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào cái diễn biến mới nhất ở trên chiến trường Ukraine Theo như là Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thì mới đây quân đội Nga được cho là đang tái triển khai các cái đơn vị lính dù của sư đoàn dù số 76 và số 7 tức là các cái đơn vị lính dù VDV đó đây cũng là một trong những cái đơn vị mà rất tinh nhuệ của quân Nga trong chiến tranh Ukraine thì lính dù Nga nó đã được tung vào trận trong rất là nhiều điểm nóng và bây giờ thì Nga đang được cho là tung lại cái lực lượng này vào trận và đã triển khai nó từ tỉnh Zaporizhia theo hướng miền đông Ukraine Có khả năng là sẽ tăng cường các hoạt động tấn công đang diễn ra tại khu vực này Các nguồn tin chọn lọc của cả Nga và Ukraine thì tuyên bố rằng là Các thành phần của sư đoàn du số 76 và số 7 Đã được triển khai đến khu vực Robotine ở phía tây Zaporizhia Đó là một người làng chiến lược mà chúng ta đã nhắc tên nhất rất nhiều lần rồi Đây là một cái khu vực mà diễn ra cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái của Ukraine. Bây giờ thì Nga họ đang triển khai sang các cái khu các hướng mới. Một nhà quan sát quân sự của Ukraine tên là Konstantin Masovets ngày 1 tháng 5 thì ông ấy đã tuyên bố rằng là Bộ Chỉ huy quân sự Nga gần đây đã quyết định tái triển khai ít nhất một tiểu đoàn thuộc, thuộc cái sư đoàn dù số 76 từ hướng Orykhiv cũng là một thị trấn nằm ở miền tây Zaporizhia đến tiền tuyến tại Luhansk hoặc là tại hướng Kramatorsk tại mặt trận Bakhmut. Một blogger Nga, một cái người mà có thành kiến chống lại cái lực lượng lính dù và cái nhóm tư lệnh lực lượng Donetsk là đại tướng Mikhail Tablinsky đó thì cái blogger này họ đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 4 rằng là Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã quyết định triển khai lại các thành phần của sư đoàn dù số 76 và cả cái nhóm nhược lực lượng đơn Nhếp ở miền đông được triển khai ở khu vực tả ngạn sông Dnipro tại Khe Sơn. Thì nó sẽ được triển khai đến những hướng không xác định. Và cái việc mà họ điều động các lực lượng lính dù này là để giải vây cho các đơn vị của sư đoàn số 104, sư đoàn dù gần cái đầu cầu chiến thuật của Ukraine tại làng Krinky. Những thông tin này nó cho thấy rằng là lực lượng lính dù Nga có thể là đang được cơ động đến một số khu vực ở trên mặt trận. Nhưng chúng tôi cũng chưa có thêm được thông tin là họ cơ động đến đâu và cái mục tiêu của họ cơ động lính dù là để làm cái gì. Các sư đoàn dù đang vận chuyển về phía đông và động thái bất thường này có lẽ là nó cũng sẽ mang đến nhiều cái yếu tố bất ngờ trên chiến trường này. Các lực lượng nga thì họ đã tái triển khai các đơn vị lính dù số 76 và số 7 từ hướng Liman và Khe Sơn đến khu vực Robotyne vào giữa mùa hè năm 2023 để mà lúc đó họ phòng ngự trước cuộc phản công của Ukraine và cái việc mà họ tái triển khai lực lượng lính dù đến Robotyne lúc đó thì nó đã củng cố được khả năng phòng thủ của nga vào cái thời điểm quan trọng đó để ngăn cái lực lượng Ukraine có thể chọc thủng được hàng phòng ngự của Nga trong khu vực. Và bây giờ là khi mà các đơn vị được tái triển khai, tiến hành các cái cuộc tấn công, chứng tỏ là họ cũng đang có một cái hiệu quả nhất định trong chiến đấu. Ít nhất là hiệu quả hơn các đơn vị lực lượng khác của Nga vào cái thời điểm này. Cho nên là Nga họ mới tung cái lực lượng này vào trận. Và Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thì họ cũng lưu ý rằng là Bất kỳ cái việc mà tái triển khai nào của những đơn vị này Nó cũng sẽ mang lại cho Nga cơ hội tăng cường hoạt động tấn công Và gây một cái áp lực ngày càng mạnh lên cái phòng tuyến của quân đội Ukraine Bởi vì những cái đơn vị lính dù thì quý biết rằng là họ cũng là những đơn vị Được huấn luyện rất là bài bản Và đó là những cái quân rất là tinh nhuệ kể cả đó là lính dù của Nga hay là của Mỹ và cái việc tái triển khai các sư đoàn dù số 7 và số 76 này nó cũng sẽ phần nào đó gây ra rủi ro cho Ukraine trong việc mà làm chậm lại cái cuộc tấn công của Nga ở miền Đông trong những tuần tới trong khi chờ những cái lô hàng viện trợ đầu tiên của Mỹ đến Nga thì hiện đang cố gắng khai thác một cái cuộc xâm nhập chiến thuật về phía tây bắc của Adipka để đạt được cái phạm vi tấn công rộng hơn trong khu vực và họ cũng đang tăng cường các hoạt động tấn công nhằm chiếm giữ thị trấn Chasimia chiến lược ở trong khu vực này. Bộ chỉ huy quân sự Nga thì có thể là có ý định đưa các đơn vị của sư đoàn dù 76 và số 7 làm lực lượng nòng cốt tăng cường đáng kể cho hai cái mặt trận này để theo đuổi những cái lợi ích về mặt tác chiến trước khi mà cái gói hỗ trợ an ninh của Mỹ cho phép Ukraine có thể là có được nhiều vũ khí hơn để mà chống trả với quân Nga. Rõ ràng là người Nga cũng đang muốn là giành lấy lại những cái lợi thế trước khi mà họ cũng hình dung được là nếu như Ukraine có thêm được vũ khí từ Mỹ thì mọi chuyện nó sẽ phức tạp với họ như thế nào. Cho nên họ cũng không muốn dây dưa ngày tháng quá nhiều thế nhưng mà tình hình ở trên chiến trường thì vẫn đang cho thấy rằng là các cái nỗ lực đó của nga cũng chưa thành công lắm và họ đang phải tung cả lính dù vào trận thì quý vị đã biết là cái căng thẳng ở trên mặt trận nó lớn như thế nào mặt trận vẫn đang theo cái chiều hướng đó là răng dai dai dẳng những cuộc tấn công răng dai của đối bên nó cũng chưa giải quyết được vấn đề gì nhiều trong khi đó thì thời tiết cũng đang ngày càng ấm lên và người Nga chắc chắn là họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè. Gần đây thì có một số cái thông tin về cái việc là quân đội Ukraine đã dùng các cái tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km mà họ mới được viện trợ trong cái đợt viện trợ mới nhất gần đây. Thì hôm trước chúng ta đã nói về việc ATACMS tấn công vào bán đảo Crimea. Và bây giờ thì mới đây quân đội Ukraine đã phóng một loạt bốn tên lửa này vào một cái địa điểm tập kết của quân đội Nga cách tiền tuyến 80 km và đòn tấn công đó dường như khiến cho hàng chục lính Nga thiệt mạng. Ukraine họ đã công bố cái video tập kích bằng cái hệ thống mà ATACMS đó. Đây là những cái hệ thống mà chứa đạn trùm để nhằm vào vị trí mà Nga tập kết quân lực tại tỉnh Luhansk. Khu vực tấn công nó là trung tâm huấn luyện và điều phối của lực lượng Nga ở gần cái thị trấn Kuban, tỉnh Luhansk. À, tức là cách tiền tuyến khoảng độ 80 km. Thế nhưng mà cái video đó thì nó chúng tôi cảm thấy rằng là nó cũng khá là 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 có thể là sẽ bị uh, YouTube đánh giá là bạo lực cho nên là chúng tôi cũng chưa dám chia sẻ với quý vị, chỉ chia sẻ với quý vị một cái ảnh thôi. Ảnh về cái khu vực đó. Quý vị cũng hãy thể tất cho bởi vì rằng là nhiều lúc YouTube họ rất là hạn chế những cái việc là có những cái clip kiểu như vậy, họ sẽ đánh dấu nó là bạo lực chúng tôi chỉ chia sẻ một số bức ảnh về cái hiện trường thôi thì cái video đó cho thấy nhóm lính Nga đang tập kết trên một cái bãi đất trống với ít nhất 3 thiết giáp hoặc là các phương tiện cơ giới và cái máy bay Trinh sát của Ukraine là họ đã nhìn thấy lại cái cái cái, cái, cái chỗ tập kết này của Nga và cái tên lửa đầu tiên thì nó đánh trúng vị trí này và tạo ra những cái đám khói nhỏ khi mà đạn trùng và hàng trăm quả đạn con phát nổ. Quả đạn thứ hai thì lao xuống vị trí cách đó không xa. Hai quả khác dường như nhắm mục tiêu vào một tòa nhà gần khu vực lính Nga tập kết. Và quả đạn thứ ba lao xuống bãi đất trống gần công trình. Tên lửa thứ tư thì phá hủy tòa nhà đó. Quân đội Nga thì uh, họ chưa có bình luận gì về cái thông tin này. Nhưng mà có thể thấy rằng là gần đây những cái tên lửa như vậy mà Ukraine được viện trợ, được Mỹ viện trợ nó đã mang đến những cái thay đổi nhất định ở trên chiến trường những cái đợt tấn công của Ukraine đang phụ thuộc nhiều vào các tên lửa tầm xa như vậy và như tôi đã chia sẻ với quý vị là những cái tên lửa tầm xa mà có khả năng tấn công tốt như là ATACMS thì nó không có nhiều và Ukraine cần phải tiết kiệm nó Họ không thể dùng nó một cách bừa bãi để tấn công những cái mục tiêu mà không có giá trị. Họ cần dùng nó nhắm vào những mục tiêu mà có thể gây ra tổn thương lớn cho Nga hoặc là về tinh thần hoặc là về tài sản. Các kênh Telegram của Ukraine và cái nhóm tình báo nguồn mở OSIN thì họ đã nhận định là hàng chục lính Nga có thể thiệt mạng trong cái đợt tập kích này. Một chuyên gia quân sự Ukraine, Oleksandr Musienko thì cho biết là trận tập kích nó nhằm vào lính Nga đang chuẩn bị được triển khai tới tỉnh Kharkiv Và Nga thì rõ ràng là họ đang tập trung quân tại khu vực loanh quanh ở gần Kharkiv Có thể là chuẩn bị cho một đi cuộc tấn công lớn vào khu vực này Tăng cường tấn công tại Kharkiv Và đây sẽ là một khu vực mà sẽ còn nóng hơn nữa trong thời gian tới Chúng ta biết là quân đội Nga cũng đang mong muốn mở một cái chiến trường mới tại Kharkiv Họ sẽ trở lại đây sau chừng độ hơn 2 năm rút đi vào đầu năm 2022 khi mà họ tấn công Ukraine thì thời gian đầu là họ cũng đã đánh vào Kharkiv và chiếm lĩnh cái khu vực này. Thế nhưng mà sau đó thì vào tháng 9 năm 2022 thì Ukraine đã giành lại được gần như toàn bộ những khu vực mà Nga chiếm đóng tại Kharkiv. Và nó khiến cho lực lượng của Nga đang có một cái tình thế nó cũng không dễ chịu gì. Bây giờ Nga họ sẽ mở đợt tấn công vào Kharkiv. Mục đích của họ là gì thưa quý vị? họ muốn lập một cái địa bàn mà được gọi là vùng đệm chiến lược để tránh những cái cuộc tấn công tập kích xuyên biên giới của Ukraine hay những cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine. Chính miệng ông Putin đã nói rằng là họ sẽ có một cái vùng đệm chiến lược. Một trong những biện pháp mà để ổn định an ninh biên giới của họ là lập ra các vùng đệm chiến lược. Và Ukraine đang cảnh giác hết sức với cái điều này. Theo đánh giá cá nhân của tôi thì Nga hoàn toàn có thể làm được điều đó khi mà họ có thể là huy động đến hàng trăm ngàn lính tấn công vào Kharkiv họ cũng muốn lấy lại một cái trung tâm hậu cần tại Kharkiv đó là Kupiansk cho nên là trong suốt cái thời gian qua họ đang chuẩn bị cho cái việc mà tấn công vào Kharkiv nó rất là kỹ lưỡng nhiều người thì nói rằng là Nga đang có mục tiêu là đánh chiếm Chasivya hay là mở rộng cái vùng kiểm soát ở Adipka về phía Tây đấy. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là chiến trường Kharkiv cũng sẽ là một chiến trường chính của họ trong thời gian tới. Và biết đâu nó sẽ là cái chiến trường chính trong giao tranh của đôi bên vào mùa hè này. Chiếm được Kharkiv thì phía Nga sẽ có một cái gọng kìm nữa đe dọa quân đội Ukraine ở miền Đông cũng như là có thể là đánh thốc sang khu vực Kyiv Tỉnh uh, miền Đông Bắc của Ukraine Cái tỉnh rất quan trọng là vùng đệm chiến lược của Ukraine. Và nên nhớ Kharkiv đó là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Nếu như nó bị chiếm đóng thì rõ ràng là Ukraine sẽ mất rất nhiều tinh thần ở đó sẽ bị mất tinh thần rất lớn đó là đòn đánh nhắm vào nhuệ khí thưa quý vị và các bạn và không loại trừ khả năng là chiến trường sẽ sụp đổ nếu như mà Kharkiv là bị chiếm đóng chúng ta nói một chút thêm về khu vực bán đảo Crimea, cái nơi mà cũng sẽ liên tục nóng trong thời gian tới đây. Ukraine cho biết là Nga hiện không có tàu chiến nào được triển khai ở Biển Đen, sau khi mà Moscow cáo buộc là ký tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Đây được coi là một cái động thái bất thường của hạm đội Biển Đen. Hải quân Ukraine đã thông báo là quân đội Ukraine không phát hiện tàu chiến nào của Nga tại Biển Đen và Biển Azov vào sáng ngày 1 tháng 5. Cơ quan truyền thông của Hải quân Ukraine cho biết là các tàu của đối phương đang mất tích. Những hình ảnh vệ tinh gần đây thì được các nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở MC Anderson của OSIN chia sẻ dường như cho thấy hạm đội biển đen phần lớn đã từ bỏ các căn cứ hải quân chủ chốt ở Crimea. Hồi tháng 3 thì người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk cho biết mục tiêu cuối cùng của Kyiv là hoàn toàn đẩy lùi các tàu quân sự của Nga ở khu vực Azov và Biển Đen. Thông báo của Hải quân Ukraine đưa ra sau khi mà um, Vladimir Rogov Chủ tịch phong trào chúng tôi sát cánh cùng Nga, một nhóm thân Nga hoạt động ở Zaporizhia do Moscow kiểm soát. Cũng như là các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã bắn tên lửa ATACMS vào Crimea từ khu vực Kherson trong đêm ngày 29 tháng 4 vừa rồi. Một số blogger Nga còn nói rằng Ukraine đã phóng tới 15 tên lửa vào Crimea và đã tấn công vào các cái cơ sở quân sự tại đây. Và truyền thông Nga thì nói rằng họ, Ukraine bị uh, bắn rơi 6 tên lửa ở khu vực này. Còn Ukraine thì không xác nhận là họ bắn rơi, bắn tấn công được bao nhiêu cái mục tiêu của Nga. Nhưng nhiều chuyên gia nhận định là với cái đòn tập kích mà hàng chục tên lửa ATACMS như vậy thì nó có thể gây ra một cái tổn thất lớn cho Nga. Các tên lửa này nó đã phát huy một cái hiệu quả rất lớn kể từ khi mà được triển khai từ tháng 9 năm ngoái. Cho đến bây giờ thì Antenna SMS nó đã có cái tầm bắn 300 km và nó đã vươn đến mọi nơi trên cái lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Và đây sẽ là một bài toán khó với quân đội Nga. Cái tầm xa của tên lửa này nó là một bài toán khó chịu. Đặc biệt là trong cái tình cảnh mà hạm đội Biển Đen đang chịu tổn thất nặng sau các trận tập kích của Ukraine. Tháng 12 năm ngoái thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết là Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó và tuyên bố là sự thống trị của Nga ở Biển Đen nó đang bị thách thức. Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine sử dụng máy bay và xuồng cảm tử cũng như là tên lửa hành trình và bây giờ là tên lửa đạn đạo nó đang khiến cho Moscow gặp cái tình cảnh rất là khó chịu xung quanh bán đảo Crimea. Như tôi đã chia sẻ với quý vị, Crimea là một cái khu vực mà tối quan trọng với Nga ở miền Nam. Khi mà nó chính là cái nơi mà quân ngựa Nga có thể là có được một cái vị trí triển khai quân rất tốt. Nhưng bây giờ, cái khả năng quân sự của bán đảo Crimea nó đang bị hạn chế rất nhiều. Và thậm chí là một số quan chức Ukraine họ còn nói rằng là họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn được cái khả năng quân sự của Crimea khi mà hạm đội biển đen đã không còn hoạt động được và nó đã phải lùi đi xuống miền Đông Nam. Tất nhiên nói như vậy thì nó cũng là một cái sự hơi bị khoa trương bởi vì rõ ràng là Nga đã thành lập nhiều căn cứ quân sự tại Crimea và nó vẫn đang còn hoạt động chứ không phải là hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Thế nhưng nó rõ ràng cho chúng ta thấy một cái điều đó là Nga đang gặp khó tại Crimea, tại chính sân nhà của họ khi mà những cái đòn tấn công bằng xuông cảm tử và tên lửa đạn đạo của Ukraine là nó đã đặt ra những bài toán thách thức lớn với hệ thống phòng ngự của nga tại đây. Cho cái đó về phía nga thì họ nói rằng ukraine đã mất khả năng chống đỡ và đang rút khỏi Robotine, một ngôi làng mà Kyiv đã từng giành được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. qua đó um, cho thấy rằng là ukraine cũng đang uh, đánh mất đi một trong những cái lợi thế mà họ đã giành được ở mùa hè năm ngoái. Quân đội Nga họ công bố một số video cho thấy rằng là họ đã tấn công vào cái làng Robotine và các binh sĩ Ukraine đã rút đi khỏi cái ngôi làng này. Ông van Rogov, một quan chức của tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ngày 1 tháng 5 cho biết là các sự kiện chính trên mặt trận Zaporizhia diễn ra theo hướng Orykiv, đặc biệt là khu vực làng Robotine, hoạt động kháng cự có tổ chức đã biến mất, các binh sĩ Ukraine còn sống sót thì đang rút chạy binh sĩ Nga cắm cờ tại rìa phía bắc Robotine nó cho thấy các đơn vị đã có mặt ở khắp nơi trong ngôi làng này. Như tôi đã nói quý vị, cái thành quả phản công của Ukraine mùa hè năm ngoái nó chính là cái ngôi làng Robotine này. Nhưng bây giờ thì dường như là nó cũng đang mất dần cái thành quả. Có nhiều bằng chứng cho thấy là lính Ukraine đã phải rút khỏi ngôi làng. Và ngôi làng này thì cũng không còn một cái ngôi nhà nào nguyên vẹn và rất khó củng cố cứ điểm phòng thủ tại Robotyne. Phía nga cho hay là có thể nói là chúng tôi đã kiểm soát Robotyne nhưng cơ bản là ngôi làng này vẫn đang ở trong vùng xám và cũng không ai dám đóng quân tại đó bởi các địa điểm là rất dễ bị tập kích và phía nga nói rằng là cần phải đẩy lui quân đội ukraine ra khỏi ngôi làng này hơn nữa. Truyền thông nga trước đó công bố một cái clip cho thấy cường kích trực thăng quân thảo ở gần Robotine. Pháo binh xe tăng bắn phá dữ dội các cứ điểm của Ukraine trong làng. Cuối tháng 2 là Nga bắt đầu nói rằng họ đã tấn công vào cái ngôi làng Robotine. Ngôi làng mà nằm ở cái khu vực cũng rất gần tiền tuyến và cái hàng phòng ngự của Nga này. Đây. đây là cái nơi mà tranh chấp giữa đôi bên. Mùa hè năm ngoái thì Ukraine chiếm được nó. Còn đến năm nay, họ lại đang phải rút đi đó là lý do vì sao chúng ta thấy cuộc chiến này nó kéo dài đấy thưa quý vị. Ukraine rút thì nga tiến lên và ngược lại, câu chuyện nó phức tạp như vậy. Nó cho thấy rằng là cả nga lại lẫn ukraine là đều đang mắc kẹt trong một cái cuộc chiến mà không có hồi kết, trong những cái đợt tấn công mà không có một cái kết thúc nào được cho là có lợi cho một bên nào cả. Nhìn trên cái bản đồ chúng ta sẽ thấy rằng là phòng tuyến của Nga nó chẳng chịt, chi chít như thế này. Những cái điểm nóng như là VBV, Tốc Mắc, Robotine, Orykhip nữa. Nga họ đã dày công xây dựng được những cái phòng tuyến và nó đã cản trở bước tiến của Ukraine vào năm ngoái. Mất 3 tháng để Ukraine chiếm được cái làng Robotine này Sau rất nhiều cái thiệt hại Thì họ đã chiếm được Robotine Thế nhưng mà họ cũng từ đó là không được Có thêm một cái bước đột phá nào Và lại để cho Nga giữ được vị trí đủ chắc chắn Để phản công ngược lại như là bây giờ Và các đơn vị của Ukraine thì đang cố thủ Tại vòng cung ở Zaporizhia Và đang bị tấn công từ ba phía Và đối mặt với tình huống cũng khó khăn nếu như Nga xin lỗi nói như Ukraine rút khỏi cái làng Robotine này để mà tránh cái việc là bị bao vây thì nó sẽ báo hiệu một bước thụt lùi đáng kể của của họ bởi vì năm ngoái là họ đang muốn là tấn công xuống tận khu vực Melitopol quý vị có thể thấy và từ đó tìm ra cái đường ra biển Azov thế nhưng mà năm nay mọi chuyện nó đang ngược lại hoàn toàn khu vực Robotine quý vị nhìn thấy là nó đã bị bao vây từ ba mặt rồi và đến lúc này chúng ta thấy rằng là trên chiến trường ở zaporiza đây cũng là một điểm nóng điểm nóng đó nó hoàn toàn có thể lại tiếp tục nóng hơn trong những cái thời gian tới áp lực nó sẽ giảm bớt nếu như là Ukraine giảm uh, lui binh ra khỏi robot nhưng nó lại sẽ khiến cho họ mất đi cái tinh thần bởi vì đây là khu vực mà họ đã phải tổn thất rất nhiều đánh đổi bằng rất nhiều tổn thất về nhân sự để mà có được hãy chờ xem ukraine sẽ lựa chọn như thế nào có một thông tin nữa thú vị mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái vấn đề liên quan đến tên lửa patriot gần đây thì israel chê rằng các hệ thống patriot của mỹ là nó kém hiệu quả và họ muốn loại biên các hệ thống Patriot đó. Thế thì quan chức Ukraine đã lập tức là đề xuất Israel hãy chuyển giao các hệ thống phòng không đó cho Ukraine. Họ nói rằng là sẽ là hợp lý nếu như Israel chuyển giao cho chúng tôi các cái tổ hợp phòng không Patriot vì nó sẽ giúp cho chúng tôi có thể là phá hủy UAV không người lái của Nga sử dụng từ Iran. Ukraine rất vui khi nhận được bất kỳ loại vũ khí nào có thể giúp chúng tôi bảo vệ các thành phố và đánh chạy tên lửa và UAV của Nga. Đó là lời của ông Alexander Mazetko. Ông này đã đưa ra bình luận sau khi mà lực lượng phòng vệ của Israel hôm 30 tháng 4 họ thông báo là sẽ loại biên dần cái lá chắn pa chốt để chuyển sang dùng các hệ thống phòng không nội địa như là vòm sắt David Sling và Arrow. Họ chê tên lửa pa chốt là hoạt động kém là người, kẻ dùng không hết người lần không ra Israel thì đang chê Patriot còn Ukraine thì lại đang nỗ lực để có được một hai hệ thống Patriot thôi và phương Tây cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu của Ukraine Israel nói rằng là trong 2 tháng tới họ sẽ loại biên dần các hệ thống này nguyên nhân là hoạt động kém hiệu quả chặn được quá ít mục tiêu sau hàng chục năm vận hành chưa rõ là cái số phận của các hệ thống Patriot này sau khi loại biên và Israel cũng không nói rõ là họ sẽ làm gì với những hệ thống này. Còn Ukraine thì đang rất muốn có được các hệ thống Patriot. Ông Zelensky đã từng tuyên bố là họ cần ít nhất thêm 7 tổ hợp hoặc là hệ thống tương đương với Patriot để bảo vệ các thành phố và cứ điểm tiền tuyến khỏi những cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng bom lượn. Và con số này nó sẽ được nâng lên thành 25 tổ hợp nếu như mà họ muốn bảo vệ toàn bộ vùng trời đất nước. Um, một số quan chức của Ukraine thì nói rằng là họ cần ba chốt để ngăn máy bay chiến đấu trang bị bom lượn của Nga tấn công vào thành phố Kharkiv, cái nơi được cho là Nga cũng đang rất là muốn chiếm được. Kharkiv là thành phố thứ hai của Ukraine, lớn thứ hai và đang bị đe dọa tập kích thường xuyên trong những thời gian qua. Nói chung là kẻ ăn không hết người lần không ra Đức thì có tuyên bố là sẽ hỗ trợ một số cái tổ hợp chốt nhưng mà cũng nhỏ giọt thôi. Giữa tháng 4 thì họ mới nói là chúng tôi sẽ chuyển ngay lập tức, nghe có vẻ là rất là sốt sắng nữa. nhưng mà ngay lập tức chuyển một hệ thống chốt cho Ukraine thôi. Và từ đầu chiến sự đến giờ họ mới chỉ chuyển ba hệ thống chốt cho ký. Tây Ban Nha cho biết là họ cũng sẽ gửi thêm đạn tên lửa cho cho Ukraine. Rồi Hà Lan thì nói rằng là họ cũng sẵn sàng mua lại các tổ hợp này từ đồng minh để viện trợ cho Kyiv. Mỹ và Ukraine thì cũng đang đàm phán về cái khả năng là hợp tác sản xuất các cái hệ thống Patriot này. Và trong cái chuyến thăm lần gần nhất của ông Zelensky tới Mỹ thì đó là một trong những thủ chủ đề mà thảo luận chính giữa đôi bên. Nhưng nó cũng mang đến nhiều cái bất lợi bởi vì là Mỹ cũng đang dò xét cái phản ứng của Nga xem. Nga đã từng nhiều lần tuyên bố rằng là nếu như mà các cái công ty công nghiệp quốc phòng của Mỹ mà sản xuất vũ khí tại Ukraine thì nó sẽ trở thành mục tiêu cho quân đội Nga. Mỹ là cũng đang ngại cái điều đó. Và về nguyên tắc mà đầu tư tài chính thì quý biết rồi, không ai đi đầu tư vào một cái nơi mà đang có xung đột như vậy cả. Các công ty của Mỹ chưa chắc là họ đã hứng thú với cái kế hoạch là sản xuất ngay tại Ukraine. Cứ đụng một cái là có UAV có tên lửa tập kích. Làm sao mà họ yên tâm mà sản xuất được quý vị? khả năng lớn nhất thì vẫn là huy động từ đồng minh mà chuyển Ukraine thôi nhưng mà cái đồng minh thì ba là một cái hệ thống đắt tiền đấy quý vị không hề rẻ đâu hàng tỷ đô một cái hệ thống như vậy đấy không phải là cứ nói hỗ trợ là hỗ trợ ngay đâu Là một tỷ đô thì quý vị biết là nó lớn như nào rồi trong chiến tranh một tỷ đô nó mua được nhiều thứ lắm rồi một cái xe tăng cũng chỉ vài triệu đô thôi hãy nhớ là như vậy bốn năm triệu đô một cái xe tăng thôi là có thể chiến đấu được ngon lành. Một tỷ đô là mua được bao nhiêu xe tăng rồi? Hàng trăm chiếc xe tăng rồi. Cho nên là cái mơ ước của Ukraine là Israel chuyển giao cái hệ thống Patriot cho họ thì tôi nghĩ rằng là mơ ước hoàn toàn chính đáng thôi. Nhưng mà có thực hiện được hay không? Bởi vì Israel từ đầu là họ cũng đã trung thành với quan điểm là trung lập rồi, không can thiệp vào chiến tranh, không có viện trợ quân sự cho Ukraine. Bởi vì chính họ cũng có mối quan hệ rất là tốt với Nga. Đó, nó loằng ngoằng như thế đấy. thế nhưng mà trong cái đợt tấn công vừa rồi của Iran với Israel thì Nga lại cũng đang đứng ở một cái thế khó đó là Nga để chơi với cả Iran nữa và Israel thế nhưng mà Iran và Israel vừa rồi lại cãi cọ nhau đấm nhau thế thì Nga lại rất là khó xử bây giờ biết làm thế nào được tình hình khu vực là nó rất là loằng ngoằng rồi đó Đông Âu và Trung Đông thì nó cách nhau không xa đâu hai khu vực điểm nóng đó nó đang khiến cho cả châu Âu và châu Á thêm phần là gây cấn như chúng ta đã thấy trong thời gian qua. Thưa quý vị, trong những cái ngày qua thì chúng ta thấy là tình hình chiến trường Ukraine nó tăng nhiệt bởi cái việc là Ukraine có thêm cái vũ khí tầm xa ATACMS để mà tấn công quân đội Nga và họ đã tấn công Nga rất dữ dội với những cái trận tập kích bằng ATACMS đã khiến cho Nga gặp nhiều cái trở ngại lớn trong cái việc là duy trì sự ổn định ở hậu tuyến của mình. Và chúng ta cũng hãy bàn với nhau ngày hôm nay một cái câu chuyện khác liên quan đến cái việc là các nước NATO họ đang cáo buộc là Nga đang có những hành vi mà quấy rối họ. Và thậm chí Ba Lan còn lo ngại cái kịch bản là Nga sẽ tấn công và kêu gọi EU lập một cái lữ đoàn hạng nặng, đó là một câu chuyện rất là quan trọng. Trước khi đi vào chương trình, mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm like, ấn đăng ký kênh và chúng ta sẽ tiếp tục có thể là có những cái trao đổi với nhau một cách uh, sống động nhất và rõ ràng nhất về cái câu chuyện Ukraine cũng như là cả câu chuyện về NATO nữa. Đừng quên những bình luận tích cực của quý vị nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều những bình luận khen ngợi của quý vị sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Thông tin đầu tiên nó sẽ là liên quan đến cái câu chuyện về tình báo. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW họ nói rằng các quan chức tình báo của Ukraine họ đã, đã xác định được ba cái nỗ lực của Nga để mà nhằm gây bất ổn cho Kiev và để giành lấy chiến thắng. Cả các quan chức tình báo Ukraine lẫn Mỹ họ đều đưa ra những cái đánh giá về tình hình chiến trường phù hợp với các dự báo trước đó rằng là nga sẽ có thể chiếm lấy Chasivya, nhưng rất khó có thể chiếm được các thành phố lớn của ukraine thế thì phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân sự ukraine là ông vadim skibiski là một cái người mà cũng khá là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua ông đã đưa ra những nhận định về cái việc là nga đã sử dụng mà tam chủng chiến pháp của mình như thế nào để nhắm vào ukraine chúng ta hãy cùng xem là ông Skibitsky ông nói những gì trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist thì ông Skibitsky này đã nói rằng là nỗ lực đầu tiên của nga nhằm gây bất ổn cho Ukraine là bao gồm các hoạt động quân sự để tận dụng tình trạng thiếu nhân lực và thiết bị đang diễn ra tại Ukraine đó là cái mũi tấn công đầu tiên của nga ông Skibitsky đã nói như vậy đây cũng là một cái vị tướng tình báo rất là nổi tiếng đấy ông này tuyên bố là nga biết rằng là tháng 4 và tháng 5 năm 2024 sẽ là những tháng khó khăn với quân đội ukraine khi nguồn cung hiện có nó đang giảm dần và ukraine đang phải chờ đợi đủ số lượng hỗ trợ quân sự mới của mỹ để mà tiến ra tiền tuyến ông này tuyên bố rằng các lực lượng nga có thể sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài của họ là chiếm hoàn toàn các khu vực Donetsk và Luhansk và bộ chỉ huy Nga muốn giành được chiến thắng trên chiến trường trước kỳ nghỉ mà ngày chiến thắng 9 tháng 5 hoặc là chuyến thăm của tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5. Ông Skibitsky cũng tuyên bố là Ukraina hiện đang tập trung phòng ngự Chasivya nơi mà theo một số đánh giá của các chuyên gia quân sự là Nga có khả năng là có cơ hội tốt hơn để mà đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra và chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi khi mà Chasipya đang đứng trước sự sụp đổ. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi mà nó thất thủ thôi. Ông Skibitsky tuyên bố là Nga chỉ đạt được những thành công hạn chế về mặt chiến thuật gần Adipka sau một cái cuộc xâm nhập chiến thuật gần đây về phía tây bắc thành phố. Và họ đang cách rất xa mục tiêu trong khu vực Adipka này. Và có lẽ thời gian tới họ sẽ tập trung vào Chasivia. Đồng thời, vị tướng tình báo của Ukraine cũng đánh giá là Nga sẽ bắt đầu nỗ lực tấn công vào các tỉnh Kharkiv và Sumy cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2024. Nhưng các lực lượng Nga sẽ không thể chiếm được các thành phố Kharkiv hoặc Sumy. Ông này tuyên bố rằng Nga hiện đã tập trung khoảng 35.000 quân ở khu vực biên giới quốc tế và có kế hoạch tập trung tổng cộng 50-70.000 quân cho những nỗ lực tấn công này có lẽ là trước khi bắt đầu chiến dịch tấn công thì họ sẽ hội đủ khoảng 70.000 quân để mà tấn công vào khu vực Kharkiv và Sumi. Kharkiv và Sumi nó đang là cái tâm điểm chiến trường lúc này. Khi mà mọi con mắt đang đổ dồn vào nó. Để mà cùng tìm hiểu xem là Nga đang tính cái nước cờ nào tại cái vùng Kharkiv này. Tôi thì vẫn chia sẻ với quý vị nhiều lần rằng là Kharkiv nó sẽ là một cái nơi mà chứng kiến những cái trận chiến ác liệt. Và quân Nga họ sẽ tập trung rất nhiều nỗ lực của mình tại vùng này. Khi mà họ đang muốn là có một cái chiến thắng để tạo ra một cái vùng đệm thì Kharkiv nghiễm nhiên trở thành cái mục tiêu rất quan trọng của quân Nga. Ông Skibitsky tuyên bố là cái nhóm quân của Nga đang tập trung đó thì nó không đủ để đạt được bất kỳ điều gì ngoài lợi ích cục bộ. Và cái việc mà chiếm Kharkiv nó cũng rất khó cho đội Nga. Tôi cũng nhận định rằng là việc Nga chiếm được Kharkiv nó còn khá là xa vời. Bởi vì quý vị hãy nhớ là Kharkiv nó là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nó được phòng ngự rất chắc chắn. Nó được phòng ngự rất chắc chắn. Nó tương tự như là câu chuyện mà Nga đánh vào kíp thế nhưng mà không thành công đấy như cái hồi năm 2022 đó thì khác nó cũng không khác gì cả khác nó là một thành phố thậm chí nó còn được phòng ngự vững chắc hơn bởi vì là nó, nó nằm rất gần cái vùng biên giới của nga tổng tư lệnh ukraine Oleksandr Sitsky hôm 28 tháng 4 đã tuyên bố là các lực lượng Ukraine đang theo dõi số lượng ngày càng tăng các binh lính Nga tập hợp ở hướng Kharkiv và bên kia biên giới của Kharkiv nó là Belgorod cái vùng mà Nga đang rất muốn là lập thêm một cái vùng đệm cho Belgorod để ngăn ngừa các cái cuộc tấn công xuyên biên giới cũng như là các cái trận pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ của mình và theo lời Ushinsky thì Ukraine đang tăng cường các vị trí phòng ngự ở những cái cứ điểm quan trọng nhất các khu vực mà bị đe dọa với các đơn vị pháo binh và xe tăng bổ sung trong khi đó thì uh, tình báo Mỹ họ cũng đã đưa ra những nhận định giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ DNA là Avril Hines đã tuyên bố với ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ vào ngày 2 tháng 5 rằng là Tổng thống Nga Putin tin rằng là các xu hướng trong nước và quốc tế nó đang có lợi cho cái cuộc chiến của ông ấy và coi sức mạnh bền bỉ của cá nhân mình và tình trạng nền kinh tế Nga nỗ lực tái vũ trang của họ được đánh giá là thuận lợi hơn so với những thách thức hiện nay mà Ukraine đang đối mặt và bà Haynes tuyên bố rằng là Nga có khả năng đạt được những đột phá về mặt chiến thuật, đặc biệt ở tỉnh Kharkiv và Donetsk. Mặc dù là bà này cũng không rõ, không nói rõ là hướng hoạt động của quân Nga ở đâu. Bà ấy tuyên bố rằng là ông Putin đang miêu tả Nga đang hồi sinh cái cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình và miêu tả cái việc sản xuất đạn pháo và tên lửa họ đang gia tăng trong khi sản xuất của phương Tây thì gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu cho Ukraine. Phía Mỹ tuyên bố rằng là các chiến thuật ngày càng hung hăng của ông Putin, chẳng hạn như tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, báo hiệu cho người dân Ukraine rằng là việc tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Ukraine mà không có con đường chiến thắng rõ ràng. Trong khi đó thì Nga được cho là cũng đang tấn công vào hậu cần quân sự của Ukraine để ngăn chặn nguồn cung cấp cho mặt trận, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng cũng như là gây thêm áp lực cho Ukraine để ukraina phải xem xét các con đường thoát khỏi chiến tranh chẳng hạn như là thông qua đàm phán chẳng hạn và buộc phải nhượng bộ cho nga nói chung đây là một cái câu chuyện cũng rất là phức tạp ở trên chiến trường chúng ta thấy rằng là người nga sau khi mà họ cảm nhận là cái viện trợ của phương tây cho ukraina nó đã yếu dần đi sau hơn 2 năm chiến sự thì có vẻ như là họ đang muốn chơi một canh bạc tất tay. Họ đang huy động cả nền kinh tế vào thời chiến. Và điều này nó sẽ khiến cho cái lực lượng của Nga có thể là sẽ tăng được quy mô và số lượng trong một thời gian ngắn. Và thậm chí là huy động cả cái lực lượng kinh tế vào thời chiến như vậy nó sẽ giúp cho Nga có được rất nhiều vũ khí để chuẩn bị không chỉ cho cuộc chiến Ukraine mà còn là cuộc đối đầu với NATO nữa. Nhưng về lâu về dài cái gánh nặng kinh tế nó sẽ là rất lớn thưa quý vị. Mới đây Nga họ còn tổ chức là trưng bày các cái khí tài mà thu được của phương Tây ở trên ở Moscow và coi đó như là một thành công lớn. Tăng thêm cái sự ủng hộ của công chúng với cuộc chiến Ukraine. và cũng là một cái bước gọi là úy lạo tinh thần của binh sĩ trước cái trận tấn công vào mùa hè năm nay được cho là đánh giá là rất là sẽ rất là thảm khốc này theo lời các quan chức Ukraine thì điện Kremlin coi các hoạt động thông tin là nỗ lực thứ hai để đánh bại Ukraine và các hoạt động thông tin hiện tại của Nga nó đang tập trung chủ yếu vào việc làm suy yếu các nỗ lực huy động của Ukraine và tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Nỗ lực thứ ba của Nga để mà làm suy yếu Ukraine đó là chiến dịch đang diễn ra nhằm cô lập Ukraine về mặt ngoại giao. rất nhiều chuyên gia họ cũng nói rằng nga đang cố gắng cô lập ukraine về mặt ngoại giao và họ coi đó là một cái uh, tam chủng chiến pháp nói theo kiểu uh, rất là văn hoa đấy ba cái đấu pháp của họ sẽ giúp họ có thể chiến thắng ukraine không chỉ ở trên mặt trận mà còn ở trên nhiều cái phương diện khác chính các quan chức của Ukraine như là ông Skibisky này thì cũng tuyên bố là ông ấy không thấy cách nào để Ukraine giành chiến thắng chỉ trên chiến trường và việc mà họ giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng không nhất thiết là chấm dứt chiến tranh. Và Ông tuyên bố là các cuộc chiến tranh như Luhryna chỉ kết thúc bằng các hiệp ước và cả đôi bên đang cạnh tranh để giành được một cái vị trí thuận lợi nhất trước các cuộc đàm phán tiềm năng có thể bắt đầu sớm nhất vào nửa cuối năm 2025. Bây giờ người ta bắt đầu nói về đàm phán rồi. Nửa cuối năm 2025, có nghĩa là cũng phải một năm nữa. Quý vị nghĩ rằng là đàm phán nó có nhanh đến vậy không? Tôi thì không nghĩ rằng đàm phán sẽ nhanh như thế đâu. Tôi nghĩ nó vẫn phải kéo dài chiến tranh 2-3 năm nữa. Bởi vì Ukraine vừa mới nhận được cái gói viện trợ 61 tỷ đô của Mỹ. Họ hoàn toàn có thể chiến đấu tốt trong 2 năm. Còn Nga thì cũng đang chuẩn bị mọi nguồn lực của mình để mà chiến đấu trong vòng vài năm tới với cả Ukraine thậm chí là họ còn tính cả phương án là chiến đấu với cả phương Tây nữa Vâng, trong khi đó thì Ukraine vẫn đang cố gắng tận dụng những cái thời cơ để mà gây thiệt hại tối đa cho Nga bằng ATACMS. Họ được cho là đang chạy đua với thời gian để tận dụng tên lửa tầm xa, tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp gây thiệt hại tối đa cho Nga trước khi mà Moscow thích nghi với loại vũ khí này. Tờ Newsweek cho rằng là Ukraine đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian Nga chưa thích ứng một cách hiệu quả với tên lửa tầm bắn 300 km do Mỹ sản xuất để mà gây ra những thiệt hại không thể bù đắp được cho quân Nga. một số lượng đáng kể atacms đã được viện trợ cho ukraina và nó sẽ khiến cho toàn bộ khu vực crimea là nằm trong cái uh, tâm đạn của nó và đây là một cái câu chuyện rất là căng thẳng với nga khi mà người nga sẽ phải chiến đấu với một kẻ thù ở ngoài tầm bắn 300 km loại tên lửa này nó lại bay với tốc độ rất nhanh nữa tên lửa đạn đạo thì nó sẽ khiến cho Nga rất khó tìm các cái biện pháp để mà thích nghi cho đến bây giờ thì Nga vẫn chưa có phương án nào để mà thích nghi với cái loại vũ khí này thưa quý vị theo phía Ukraine thì tên lửa ATACMS tầm xa trong thời gian qua nó đã gây ra thiệt hại lớn cho Nga khi mà phá hủy các cái hệ thống phòng không căn cứ địa điểm huấn luyện quân của Moscow Thậm chí đã có những đồn đoán rằng Ukraine có thể đang đưa cầu nối liền Nga giữa Nga và bán đảo Crimea vào cái tầm tấn công của ATACMS. Có nghĩa là tấn công vào cái vùng nối giữa Crimea và Donbass. Hay là nối giữa cả Nga lẫn là Crimea, cái cầu Kes đó. Nga nói rằng là họ đã bắn rơi được một số quả ATACMS, thế nhưng chừng đó là chưa đủ để khẳng định rằng Nga đã thích nghi với cái loại vũ khí mới này tuy nhiên cũng giống như là các loại vũ khí trước đây mà phương tây hỗ trợ cho ukraine hiệu quả của tên lửa atacms nó sẽ giảm đi theo thời gian khi mà nga thích nghi với cái việc đánh chặn các hỏa lực này đó là điều chắc chắn một số cựu sĩ quan của an ninh của ukraine họ nói rằng là người nga có thể thích ứng được trong một khoảng thời gian ngắn và chúng tôi có tối đa 2 tháng để loại bỏ càng nhiều mục tiêu Nga càng tốt trước khi mà họ thích nghi với vũ khí mới. Nhìn vào đạn pháo thông minh Excalibur mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là biết, mức độ chính xác của nó đã giảm từ 70% xuống chỉ còn 6% do các cái hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây rối. Trước đó thì phương Tây cũng đã cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí mà có thể thay đổi cuộc chơi như là HIMARS, Leopard 2, xe tăng nhé, sẽ chiến đấu bộ binh bradley tuy nhiên trên thực tế thì một số vũ khí là sau một thời gian ra chiến trường là nga đã tìm được cách bách bắt bài chúng sau vài tháng nhưng atacms này để mà bắt bài được nó thì tôi nghĩ là cũng không dễ đâu không dễ để mà bắt bài được nó đâu mà nhất là nga Quân đội Ukraine họ dùng ATACMS để mà tấn công các cái mục tiêu như là sân bay, kho tàng, uh, cơ sở của Nga nhiều hơn. Và đánh vào các cái hệ thống phòng không của Nga như là bệ phóng S-400 rất hiện đại. Thế thì uh, cái việc thích nghi của Nga ấy, nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Bởi vì Ukraine sẽ không sử dụng tràn lan các loại vũ khí này trên chiến trường. Đó là điều chắc chắn họ sẽ sử dụng một cách có chọn lọc và đương nhiên là điều đó nó sẽ khiến nga có ít cơ hội hơn để bắt bài atacms trên chiến trường nó sẽ lợi dụng những cái điểm mà gọi là chủ quan của nga những cái nơi mà nga không ngờ đến hoặc là những người mà họ nghĩ là quân đội ukraina sẽ không đánh vào một số hình ảnh vệ tinh gần đây thì nó cho thấy hậu quả của cái cuộc tấn công uhm và một cái sân bay tại crimea một cuộc tấn công tên lửa vào sân bay tại crimea hãng planet labs họ đã chụp các cái hình ảnh vệ tinh cho thấy là um, cái sân bay tại bán đảo crimea đã bị tấn công như thế nào nó cho thấy những cái vết ở trên uh, những vết đạn vết khói cho thấy cái um, thành công của cuộc tập kích vào các sân bay quân sự lớn tại Gian Coi vào ngày 30 tháng 4. Rất nhiều mục tiêu. Hình ảnh vệ tinh nó cho thấy dấu vết vụ nổ và ít nhất là một bệ phóng S-300 hoặc S-400 của Nga đã bị hư hỏng. Và cái cuộc tấn công vào ngày 30 tháng 4 này nó cũng đã khiến cho Nga là gặp rất nhiều rắc rối. Thậm chí còn có thể là có những cái sân máy bay mà bị uh, tiêu diệt nữa. Theo nhìn trên cái bản đồ những cái chấm đỏ những cái khoanh đỏ đấy. Chúng ta có thể thấy là các hệ thống phòng không của Nga được bố trí tại sân bay đây là một sân bay cực kỳ quan trọng của Nga và nó giúp cho Nga có thể là tấn công vào Ukraine xuất phát những cái máy bay từ đây để mà tấn công trên khắp Ukraine Nhưng vừa rồi thì gian coi liên tục bị tập kích vào ngày 17 tháng 4 cũng bị tập kích rồi ngày 30 tháng 4 cũng bị tập kích liên tục liên tục như vậy và nó khiến cho sân bay này nó đang mất đi dần cái uh, tầm quan trọng của nó trong khi đó thì quân Nga cũng đáp trả bằng cách là công bố một cái video tập kích hệ thống Iris T của Ukraine tại Kharkiv, phá hủy đài chỉ huy và một bệ phóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 3 tháng 5 là không quân vũ trụ Nga đã tiến hành đòn tập kích chính xác tên lửa nhằm vào hệ thống Iris T của Đức ở khu định cư Ostjevekivka thuộc tỉnh Kharkiv. Và cuộc tấn công này đã phá hủy mục tiêu, kích nổ đạn tên lửa và làm cháy nhà kho gần đó, theo lời của Nga. Có một cái uh, screenshot để mà chụp lại cái vụ tấn công đó của Nga. Phía Bộ Quốc phòng Nga họ đã đưa ra cái hình ảnh đó. Thậm chí là có những ảnh là nhà kho bốc cháy nữa. các cái tổ hợp artillery này thì cũng khá là đắt tiền và nó được cho là một cái vũ khí cũng rất quan trọng trong cái việc là ukraine phòng ngự để mà đảm bảo khả năng phòng không của mình. đài chỉ huy và bệ phóng là đã bị tiêu diệt theo lời quân nga. Và trong cái video được công bố thì một số cái UAV của Nga nó đã theo dõi khu vực đóng quân của cái tổ hợp Aristi và dường như là khẩu đội này đang ở trạng thái nghỉ. Bởi vì là đài chỉ huy và bệ phóng nó nằm sát nhau, phủ lưới ngụy trang và không có dấu hiệu vận hành. Các binh sĩ Ukraine thì họ cũng bình thản đi lại ở trên sân. Sau đó thì tên lửa đầu tiên nó đánh trúng vị trí đài chỉ huy và bệ phóng dẫn tới một cái vụ nổ lớn và phá hủy các khí tài này. có cái khoảnh khắc là cái tên lửa nó rơi xuống và nó đã phá hủy cái khí tài này nhìn trong ảnh thì không biết là nga họ dùng cái tên lửa gì cái tên lửa có thể là nhìn có thể là giống như là kinh gian vậy bởi vì tốc độ tấn công của nó rất là nhanh dội thẳng xuống quả đạn thứ hai vài giây sau thì nhằm vào kho chứa tên lửa gần đó và sau đó thì các cái khu vực này nó bốc cháy dữ dội. Định vị địa lý thì cho thấy cái địa điểm này nằm cách biên giới Nga 60 km và cách tiền tuyến miền đông 100 km. Một số cái tài khoản thì họ nói rằng là Nga đã dùng tên lửa diệt hạm KH-35 để tấn công. Nhưng mà tôi nhìn thì có vẻ như nó dùng kinh gian thì phải rất nhanh. Iris -T thì nó là một trong những cái tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Ukraine và nó có khả năng đánh chặn 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến. Nó có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km và thường là thiết lập ở những cái địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay trực thăng và UAV của đối phương. Gần đây cũng có những clip mà các cái bệ phóng HIMARS đã bị quân đội uh, Nga họ tấn công và họ cũng đăng các clip đó lên. Phải nói là trên chiến trường Rina lúc này thì không có một cái loại vũ khí nào được gọi là bất bại cả thưa quý vị. Bất bại ra đến chiến trường thì nó cũng là thảm bại thôi. Kể cả là Nga hay Ukraine không có vũ khí nào được gọi là vô địch thiên hạ cả ra chiến trường thì nó đều phải chịu cái nhiệt rất là lớn thử lửa rất là lớn và không chịu nổi nhiệt thì rõ ràng là sẽ phải bị tiêu diệt thôi chiến tranh mà chúng ta biết điều đó không thể nói hay được kể cả vũ khí hiện đại như thế nào ở trong việc thao diễn rất là hiện đại đúng không ạ diễn tập thì có vẻ là ok hiện đại lắm thế nhưng ra chiến trường thì nó lại trở thành một cái câu chuyện khác hoàn toàn vâng thưa quý vị và các bạn chúng ta chuyển sang một cái câu chuyện nó cũng khá là gây cấn quan đến uh, câu chuyện mà căng thẳng giữa nato và nga thế thì mới đây ba lan họ nói rằng là họ lo ngại cái kịch bản là Nga tấn công và thậm chí là họ kêu gọi là EU thành lập một cái lữ đoàn hạng nặng để mà phòng ngự trước cái nguy cơ đó. Cái chia sẻ này đến từ Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky Ông này cũng là từng người từng là một cái người mà rất là có cái quan điểm cứng rắn và đã từng tuyên bố là NATO xin lỗi, Nga sẽ thảm bại khi mà tấn công NATO đấy ngày 2 tháng 5 thì ông ấy nói rằng là các ưu tiên của Ba Lan nó liên quan đến an ninh châu Âu và muốn EU thành lập một lữ đoàn hạng nặng gồm các lực lượng phản ứng nhanh có khả năng ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng bên ngoài biên giới của khối khi mà lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng mà Warsaw bị Moscow tấn công trong tương lai. Vài ngày trước đó thì ông này nói rằng Ba Lan sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Nga tấn công. Quân đội Ba Lan cho biết là trong suốt cuộc chiến giữa Moscow với Ukraine đã có nhiều trường hợp là tên lửa hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đi vào không phận của Ba Lan. Và Ngoại trưởng Ba Lan thì cho biết là họ cũng phải cần chuẩn bị trong các lĩnh vực phòng thủ dân sự cũng như là an ninh mạng. Ông Sikorsky nói cá nhân tôi ủng hộ việc lập ra một lữ đoàn hạng nặng, phản ứng nhanh để không phải huy động các nguồn lực của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Đây là một câu chuyện rất là căng đây. Ba Lan là một trong những quốc gia mà có cái thái độ cũng rất là cứng rắn với Nga có thể nói là thù địch bởi vì họ giáp với cái vùng Kaliningrad cái vùng mà Nga đã quân sự hóa rất là nhiều và Nga coi Kaliningrad nó là một cái tiền đồn để mà sử dụng trong cái cuộc chiến tiềm tàng với cả NATO bây giờ chúng ta thấy căng thẳng ngoại giao giữa Ba Lan và Nga kể từ sau cái cuộc chiến Ukraine là nó cũng rất căng Ba Lan hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine và cũng là nơi mà nhiều người tị nạn Ukraine chạy sang. Ba Lan tiếp nhận hết. Rồi Ba Lan cũng hỗ trợ vũ khí khí tài rồi là mở cửa đông sản cho cái nông sản của Ukraine vào. Nói chung họ làm mọi cách bởi vì quý vị nhớ rằng là Ba Lan đang nằm ở tuyến đầu rồi. Có những tên lửa của Nga là thậm chí còn bay vào lãnh thổ của Ba Lan mấy phút rồi mới bay ra. Rồi thậm chí có những cái vụ mà tên lửa rơi ở Ba Lan và khiến cho họ thiệt mạng cả dân thường. Đó là câu chuyện mà sẽ rất là phức tạp. NATO mới đây thì họ cũng cảnh báo là Nga đang có những hành động thù địch trên lãnh thổ đồng minh và nói là chúng tôi sẽ đáp trả. Trong một tuyên bố thì khối này cho biết là Nga đã thực hiện các hành động ác ý gần đây ở các nước thành viên, bao gồm cả hành vi phá hoại và hành vi bạo lực các đồng minh NATO quan ngại sâu sắc về các hoạt động ác ý gần đây trên lãnh thổ đồng minh, bao gồm cả những hoạt động dẫn đến việc điều tra và buộc tội nhiều cá nhân liên quan đến hành động thu địch của nhà nước ảnh hưởng đến Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Vương quốc Anh. Vừa rồi là NATO đã đưa ra một cái tuyên bố chung như vậy hôm thứ năm ngày 2 tháng 5. Mặc dù là NATO họ không nói rõ là các hoạt động mà của Nga bị cáo buộc là gì thế nhưng mà họ nói rằng là những sự cố này nó là một phần trong chiến dịch tăng cường hoạt động mà nga thực hiện trên khắp khu vực ở châu âu đại tây dương bao gồm cả lãnh thổ liên minh thông qua các lực lượng ủy nhiệm của nga bao gồm là phá hoại bạo lực can thiệp mạng này điện tử này các chiến dịch thông tin sai lệch rồi vân 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 và nato nói rằng là họ quan ngại sâu sắc trước các hành động của nga và nó sẽ tạo ra mối đe dọa với an ninh của các đồng minh và thông điệp cho biết là liên minh này sẽ hành động riêng lẻ và tập thể để giải quyết những cái hành động của Nga và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Ông Stoltenberg, Tổng thư ký NATO trước đó đã nói về các cái cáo buộc hoạt động gián điệp của Nga tại các nước NATO vào ngày 26 tháng 4 trong cái cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đức đã bắt giữ những cái cá nhân bị buộc tội làm gián điệp còn tại Vương quốc Anh thì 5 cá nhân bị buộc tội liên quan đến hoạt động thù địch của nhà nước để mang lại lợi ích cho Nga. Và ông Stoltenberg nói rằng là những hành động như vậy là nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Chúng sẽ không ngăn trở chúng tôi hỗ trợ Ukraine và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ để đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào chống lại các đồng minh NATO. Tóm lại là cuộc chiến giữa NATO và Nga, theo tôi là nó đã khai màn rồi đấy. Nó khai màn là một cái cuộc chiến mà không phải là cuộc chiến ngoài ánh sáng mà là cuộc chiến trong bóng tối. Giữa những cái lực lượng ủy nhiệm, giữa những cái cuộc chiến không tiếng súng. Đôi bên họ đang nhắm vào nhau rồi. Và cái cuộc chiến nóng bằng vũ khí không phải lúc nào nó cũng đáng sợ. Cuộc chiến không tiếng súng xem ra mới là đáng sợ hơn nó gây ra những cái hoài nghi và bất ổn sâu sắc chúng ta hãy chờ đợi xem quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để tiếp tục đồng hành của lê minh xin hãy bình luận thật nhiều bằng những bình luận tích cực và khen ngợi quý vị đang giúp chúng tôi rất nhiều cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người lê minh xin chào và hẹn gặp lại